nè, muốn cơm cho. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon vậy á. Anh Julian đưa đưa chị. Hấp dẫn quá nè. Thôi anh Julian nè. Anh Mi Mi nữa nè. Từ nay về sau á, bà ra đường nhớ cẩn thận nha. Ủa sao vậy? Trời, hồi nãy tôi đi siêu thị á, nghe người ta nói á, trong khu phố mình xuất hiện tên biến thái á, ghê lắm á. Gì ghê vậy? Ôi. Cái gì vậy, em có làm quá không vậy? Là cái nhà ăn cơm. Thật ghê quá. Ăn cơm nhớ đi. Nhớ cẩn thận nha. Biết rồi. Ăn cơm đi mọi người. Mọi người ơi. Ừ? Như cơm bị thiêu á. Đúng rồi, sao... Ủa sao nhớt nhợt khi ghê quá vậy? Trời giấc. Ờ, cơm thiêu đúng rồi nè. Kỳ vậy? Nhìn ngon mà ăn tiêu tiêu, khó chịu chứ. Cái chỗ nào bán cái này vậy? Phải gọi điện bán vốn mới được. Bán vậy người ta ăn vô ảnh hưởng sức khỏe rồi sao? Đưa điện thoại đi. Dạ, con hiểu rồi bác. Dạ, không sao đâu bác. Dạ, vậy thôi bác, chỉ dình sức khỏe nha bác. Dạ, con cảm ơn ạ. Sao rồi anh? Người ta nói sao vậy? Bà chủ quán nói bà bị bệnh, cho nên là bị sơ suất. Mong mình thứ lỗi. Rồi sao nữa? Thì đó, bà bị bệnh mà làm sao trách được bà. Nói vậy mà anh cũng tin liền được á hả? Bộ bị bệnh là có cái quyền làm ăn tất trách gì cho khách hàng hay sao? Đừng em nói chuyện. Dạ alo. Dạ đúng rồi ạ. À. Dạ đúng rồi, tụi con vừa mới mua cơm từ chỗ cô ạ. À. Cô ơi, con muốn nói là mình là cùng ở chung với nhau một khu phố thì tụi con mua ăn ủng hộ thôi ạ. À. Con biết là hôm nay cô bệnh rồi, nhưng mà nếu mà cô bệnh thì cô có thể giao cái công việc của cô cho người khác. Chứ làm sao mà hả, khách hàng tụi con ăn uống như vậy rồi cô làm cơm thiêu, rồi tụi con ăn ảnh hưởng sức khỏe của tụi con rồi sao hả cô? Dạ. Dạ, con biết rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Người ta nói sao vậy? Xong rồi đó. Cổ nói là bên cổ bây giờ sẽ chịu trách nhiệm bằng cách là nấu lại hoàn toàn một bữa ăn mới. Đặc biệt là còn tặng cho mình thêm một nồi canh lá giang nữa. Ôi. Giỏi quá vậy. Mà phản ánh cái được liền à. Đúng rồi, có chuyện gì mình phải phản ánh liền chứ. Giỏi quá ta, đúng là My 96 phản ánh mà. Tất nhiên rồi, My phản ánh. Ôi. Không phải ông Dương Tư nhắn cho bồ hả? Không, tao nhắn quảng cáo. Qua tới nay không biết làm gì nữa. Mới sống chết ra sao, không có thấy gọi điện thoại nhắn tin gì hết trơn. Mà thấy tôi thấy cũng kỳ thiệt á. Người yêu gì đâu mà hả, để bà đợi dài cả cổ vậy. Ai thèm đợi anh trai Dương Tư cà chớn đó. Xạo xạo. Thưa cô. Chào cô. Lại nữa rồi. Gì vậy làm cô? Làm sao chịu nổi hết trời. Sao vậy cô? Sao vậy? Cô kẻ điên khùng nào đó xả đống rác ngoài cổng đó. Trời đất ơi, nữa hả? Sao bất lịch sự vậy? Không lẽ bây giờ cử người canh xuống ngoài cổng? Nếu camera trước cửa nhà mình không bị hư đâu, chuyện này xảy ra đâu. Bởi vì mới nói, cô đã gọi cả chục lần đến công ty bảo trì rồi, nhưng mà có thấy ai trả lời gì đâu. Chắc chắn là phải gọi lên trên đó phản ánh lần nữa rồi quá. Hả? Ừ, chuyện gì em ý? Có người xà đát trước của nhà mình nè. Ồ, vậy lại có người chọc giận mi phản ánh của nhà chúng ta rồi hả? Nhưng mà cô tôi cũng đã gọi lên nói mấy lần rồi mà. Các anh cũng đâu có chịu xuống sửa đâu. Đáng ra các anh phải ưu tiên xuống đây sửa trước chứ. Hả? Anh không phải phụ trách cái vị trí này. Ôi vậy sao ngay từ đầu nãy giờ anh không nói sớm mà để cho tôi nãy giờ nói chuyện vậy? Alo. Cái gì vậy trời? Không phải người phụ trách hả? Biết ngay mà. Lần nào cô gọi đến cũng trả lời y chang như vậy hết á. Thì không hiểu nổi à. Cái kiểu này là trốn tránh trách nhiệm rồi nè. Không được rồi. Cô Liễu, con sẽ trực tiếp đi lên công ty đó để phản ánh. Hả? Trời ơi, ở đây ai là giám đốc vậy? Chị là ai vậy? Chị ơi, 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 chị ơi,
vậy là em xông thẳng phòng giám đốc để em phản ánh luôn hả? Tất nhiên rồi, họ nói là trong tuần này họ sẽ lật đật gom hết nhân sự xuống tới đây để sửa cho mình liền. Wow, đúng là nữ hoàng vạn ánh đó nha. Alo. Ủa, điện thoại của anh mà mày. Alo. Lên phòng trước. Dạ. Dạ. Ông Dường Hai là ông liên lạc với bồ nữa hả? Vậy thì tự động gọi cho ổng trước đi chứ nằm để chờ làm gì không biết nữa. Thôi, tôi không biết đâu. Thôi cứ nằm để chờ đúng không? Ai hết nơi nổi luôn, mệt ghê. Em gọi điện thoại cho anh hoài mà không được. Anh đang bận lắm hả? Em chuẩn bị tới bệnh viện nè. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Bực mình thiệt chứ. Thế đâu em? Chào mọi người. Đi đâu mặc đồ đẹp dữ vậy? Thế tôi lên bệnh viện. Ê, vậy sẵn đường chờ tôi đi chung với. Chờ xíu nha, anh cầm giùm em lên thay đồ cái. Lẹ đi. Chờ xíu nha. Ừ. Ủa, đây có phải là Diễm My 96 siêu sao phản ánh khu phố nhà mình không ta? Cái gì vậy? Siêu sao cái gì vậy anh? Thì vụ rần rần bữa nay đó. Cái gì kể nghe chứ. Em có biết là trong một ngày thì em nổi tiếng khắp khu phố mình không? Gì ghê hả? Gì đó, thấy cũng bình thường thôi mà. Bình thường cái gì? Anh đi ra ngoài siêu thị nha. Người ta đồn rần rần về em đó. Kể nghe con. Đồn gì? Đồn gì vậy? Trời, thì người ta đồn em đó là chuyên gia đi phản ánh trên khu phố. Sau này người ta có chuyện gì người ta nhờ em đi phản ánh á. Trời ơi, chi không biết nó. Bởi vậy nổi tiếng phiền phức quá. Trời, chảnh hả? Để em nghe điện thoại. Ghê không? Giờ người nổi tiếng nghe điện thoại có khác. Alo. Ôi, sao nghe anh này. Nó nói bao nhiêu lần đổi cho điện thoại đi. Tự nhiên có để giống em lộn hoài à. Chờ tôi. Ai, chờ tôi đi với. Chờ tôi đi thay đồ cái. Lẹ đi chờ ngoài nha. Ủa, Quốc, tôi nói gì mà sao Mi nó giận vậy? Theo như kinh nghiệm chuyện bị giận của tôi là không làm gì đàn bà gái cũng giận nữa. Vậy bà sắp gặp được người yêu rồi ha. Không dám là có cho tôi cũng thèm đó ha. Xạo quá à. Gì vậy? Biến thái chạy lại chạy đi. Đây là tên biến thái đúng không? À, lần này ông chết với tôi. Tên biến thái đi nữa. Anh dạy con bà bảy luôn á. Đối với cái tên biến thái là mình phải làm cho một trận như tử vậy mới nhớ rồi biết không? Bà quên tôi là My Phản Ánh hả? Ờ giỏi quá à. Không gọi điện thoại nhắn tin liên lạc gì hết mà dám ngồi chỗ ngủ hả? Tính bơ tôi chứ gì. Đâu có dễ. Xin lỗi. Mà anh Sĩ ở đâu rồi anh? Sĩ đi chưa về mà em. Ủa, anh đi đâu vậy? Gì kỳ vậy? Sĩ không nói gì với em hả? Sĩ đi từ thiện cho bệnh viện từ hôm qua rồi hả? Trời ơi, cái ông này kỳ thiệt. Đi mà không nói cho bạn gái gì hết trơn vậy. Vậy chắc là ảnh đồ xấu xa.
về rồi nè. Ấy, mi vàng anh về nha, chúng ta chào đón đi. Mi vàng anh, mi vàng anh, mi vàng anh. Cái gì á? Thôi, bị gì á? Có gì? Mi phản ánh. Ủa gì á? Trời ơi, chắc là mấy đứa nữ sinh đó thấy bộ á, đuổi tên Nguyễn Thái nên mới làm vậy á. Trời đất ơi, mấy đứa này cũng rảnh quá ha. Thôi, có khi nào á nhà mình thì có một đại biểu quốc hội ông ta. Gì? Vậy luôn á hả? Thôi, đường tới đó còn xa lắm bà ơi. Mi phản anh, mi phản anh, mi phản anh. Julian, điện thoại anh kìa. Nó nói bao nhiêu lần đổi nhạc chuông nó không chịu, cứ lộn tới lộn lui hoài, bực bội muốn chết. Ủa, anh đổi nhạc chuông rồi đó, không phải điện thoại của anh Rang đâu. Anh nè. Muốn gì? Nói lẹ. Anh đang qua nhà em, chắc mất khoảng 30 phút. Anh chờ em trước giờ nha. Ủa, thì sao? Anh chờ thì có liên quan tới tôi đâu. Gì vậy? Dám làm vậy với tôi hả? Đi đâu mấy ngày không liên lạc rồi bây giờ. Anh tưởng là ai mà tôi phải chờ? Ủa, ông tới đây sao vậy? Bực mình gì đâu á. Kính thưa quý vị và các bạn, Mi phản ánh sắp xuất chiêu. Kính thưa cô Ban Mai, cô có một dự đoán gì về cái vụ phản ánh sắp tới này? Theo như tôi thấy, Mi phản ánh đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình trong những ngày qua rất tốt. Cho nên lần này tôi nghĩ rằng sẽ thắng lợi lớn. Lần này anh chết với tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lúc chúng tôi đang phỏng vấn với chuyên môn thì cô Mi phản ánh đã vào cuộc. Xin quý vị và các bạn hãy theo dõi diễn biến và kết quả của cuộc phản ánh này trên kênh HTV7. Thưa quý vị và các bạn, dũng sĩ phản ánh đang bước từng bước chân mạnh mẽ tiến tới đối phương. Với tâm trạng này thì anh bác sĩ chắc chắn sẽ bị đánh phu mọ. Em khỏe không? Khỏe con khỉ á. Anh nghĩ sao vậy? Anh làm gì anh mất liên lạc luôn vậy? Wow. Mới bắt đầu thôi mà dũng sĩ Mi phản ánh đã đưa ra những đòn liên tiếp vào kẻ địch. Có cái gì cũng phải gọi điện thoại cho em biết chứ. Anh mất tích 2 ngày anh coi thấy được á hả? Một tin nhắn hay một tin nhắn cũng có mất nhiều thời gian của anh lắm đúng không? Hả? Hình như dũng sĩ sắp sửa ra đòn quyết định. Vậy là trận đấu này phải kết thúc sớm rồi thưa quý vị. Gì? Ôi, đối phương đã phản đòn. Buông ra coi. Anh làm gì vậy? Anh nghĩ là anh làm vậy là em sẽ siêu lòng quá hả? Xin lỗi anh nha, anh nằm mơ đi. Buông ra. Em nói cho anh biết, em không có còn là Mi yếu đuối như ngày xưa nữa đâu. Đối phương liên tiếp ra đòn mê hoặc bằng những nụ hôn. Coi vậy mà dũng sĩ này mê trai dữ. Thua rồi, đòn này khỏi phải đỡ. Game over. Anh xin lỗi. Tại điện thoại đó không có sóng, chứ lưu bu nhiều chuyện quá cho nên anh không liên lạc được với em. Em muốn có chuyện gì á là phải nói cho em biết sớm biết không? Anh biết rồi. Biết sao không? Biết sao không? Lúc đó cái tôi chỉ thẳng vô mặt ổng, tôi nói vậy nè: ông nhìn lại mặt ông đi, nhìn như một con khỉ vậy đó. Mắc cười quá. Đừng có coi anh Quốc đang ăn, đừng có nói chuyện rồi cười lớn rồi văng đồ ăn xuống đồ ăn của mọi người rồi sao anh? Cười quá. Không có ai muốn nghe cái chuyện anh kể đâu. Làm ơn đi, con đừng có kể chuyện đó nữa. Không ai ở đây muốn nghe con kể mấy cái chuyện mà con đi bộ đội đâu. Xin lỗi mọi người nha. Dạ alo. Dạ đúng, em là Diễm My ạ. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà tại sao em không được tốt nghiệp nữa? Ủa, tại sao vậy? Đó, mọi người nhìn đi. Mấy người đó có bị gì không vậy? Điểm chuyên cần của em có thấp đâu. Còn ha. Hay là do cái này là trong lớp các em copy bài với nhau được, còn lúc mà đi thi điểm thấp quá kéo cái này xuống luôn.
Nè, từ sáng giờ có ai đánh anh chưa? Không phải, tại vì có nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy, em hiểu không? Dở đàn phúc khảo rồi sao giờ? Bởi vậy, giờ chỉ còn có nước là tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa thôi. Chán gì đâu á. Tiêu rồi. Anh thấy trường dân văn mà còn không tốt đẹp nổi là thôi cuộc đời em là coi như là tiêu rồi. Nè, đủ rồi nha. Anh không nói không ai nói anh câm đâu. Nói hoài vậy? Thiệt, để mình cùng bàn cái cách mình suy nghĩ mình đi lên. Ôi, nói chi nữa giọng bây giờ. Nè Quốc, hôm nay ông ăn ớt nhiều quá bị lột lưỡi hay sao vậy? Tôi nói chuyện đúng kém duyên luôn á. Ra ngoài đi. Thôi, cái gì? Đi lên. Nói sao? Suy nghĩ những chuyện anh nói được rất là hợp lý luôn đó. Đi lên. Thôi, đừng giận ổng mà. Kệ ổng đi. Ổng vô duyên từ ổng trứng mà. Mà bây giờ chọn mấy bệnh viện này hả? Ồ, chọn một trong mấy cái bệnh viện này nè. Sao mà xó tôi xui dữ vậy trời. Mi à, đừng buồn nữa con. Học dở thì đành phải chịu thôi. Có lẽ thôi mà. Chào các em. Hôm nay chị rất vui được làm việc với các em. Đa số các bạn đến đây đều là tự nguyện. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bạn đến đây vì điểm số. Nhưng cho dù vì mục đích gì đi nữa thì chị cũng mong các em sẽ tận tâm phục vụ. Cảm ơn các em. Bây giờ chị sẽ phân chia khu vực cho các em nha. Xong, dễ mà đúng không? Diễm My. Dạ. Nhiệm vụ của em là trải cái giường còn lại nha. Còn dạ, hai bạn này đi theo chị. Tự nhiên dính vô cái chuyện này chi vậy không biết nữa. Ủa? Dạ, chào bác. Ôi, ông làm gì vậy? Sao giờ bà già mới tới? Ông sao vậy? Cô đâu phải bà già gì đâu, nhìn kì vậy. Bà đi đâu giờ này mới vậy? Dọn cơm tôi ăn đi. Dọn cơm gì, cô đâu phải bà già gì của ông đâu. Mà ông vừa mới đánh vào mông con, sao ông kì quá vậy? Tôi đói bụng quá rồi, dọn cơm cho tôi ăn đi. Ông ơi, bà nói nó nữa bà sẽ về không? Đừng có xạo nha, tôi không tin. Bà đứng sờ sờ đấy nè. Sao vậy? Cô đâu phải là bà già gì của ông đâu. Em đừng có để bụng làm gì. Những người già lớn tuổi á, họ thường bị đản chí rất nặng. Em biết là vậy rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ổng quá hay là nghĩ tới cái chuyện đó là em bực mình à. Chứ bà già, bà già, bà già. Thôi được rồi, ngày đầu tiên đi làm ok không? Không dám ok đâu ha. Ngày đầu tiên đi làm chưa gì hết đó, đã gặp một trai già sàm sỡ rồi. Già cuối ghế mà còn dở trò sàm sỡ nữa. Cũng may á, là chị điều dưỡng á, cộng điểm cho tôi á. Không thôi thì thật bực mình muốn chết, chịu nổi luôn á. Ây da, ôi. Xin lỗi. Thì thôi nha. Ủa? Xem vô đây công tác xã hội mà không nói anh biết. Thì hôm qua em tính gọi cho anh rồi, mà anh bận quá à. Số ngày nó trong phòng mổ không à. Cho nên... Mà nhiều bệnh viện vậy á? Sao như em chọn bệnh viện này? Nhớ anh chị không nổi hả? Anh tự tin quá vậy. Chẳng qua là cái bệnh viện này gần nhà em thôi, cho nên mới chọn bệnh viện này chứ bộ. À, thì ra lấy cớ gần để được gần anh đúng không? Nói là bệnh viện gần nhà, được sẵn tiền mà ở gần anh luôn. Anh muốn nghĩ sao cũng được hết trơn cả. Nói vậy thôi, sao? Công việc sao? Làm có mệt không? Mệt thì cũng mệt. Nhưng mà gặp ông già kỳ cục lắm. Suốt ngày á hả, em phải lấy đồ ăn đồ uống cho ổng thì thôi cũng được đi. Mà cứ gọi em là bà già của ổng hoài à, kỳ á. Một mình cũng chết. Ừ, anh thấy cũng đúng chứ. Đúng gì? Tại ngay lần đầu tiên anh gặp em á, anh cũng nhớ bà ngoại anh nữa. Vậy là sao? Ý anh nói là mặt em giả hả? Anh giỡn. Giỡn. Ồ, mà anh ăn vậy là ăn trưa rồi hả? Ờ, thường là như vậy. Nhiều khi cả bữa tối luôn á. Thôi, anh phải đi rồi. Nè, ăn đi. Thôi, em không ăn đâu. Đi nha. Ừ. Ăn đi, ngon lắm. Thử nha. Ừ. Đi nha. Đi. Làm việc mệt mà sao ăn cái này không sao đủ chất trời.
Thơm làm gì lục đục vậy con? Dạ con làm cơm đem theo cô. Sao tự nhiên hôm nay đi làm cơm mang theo là sao? Tại con muốn làm thôi. Với lại con cũng hay nấu ăn mà. Giỏi vậy ta. Chưa thử mà nghe thấy mùi đã thấy ngon rồi đó. Dạ cô. Hửi mùi là thấy ngon rồi hả cô? Ừ. Vậy con cũng có năng khiếu nấu ăn quá ha. Phải. Hồi nào giờ có thấy con làm bao giờ đâu. Chỉ thấy con ăn thôi. Anh, em gặp anh chút được không? Ờ, gặp chút xíu thì được. Gì vậy? Giờ trưa mà cũng không được nghỉ trưa nữa hả? Ờ, anh biết rồi. Vậy nha, lát gặp. Ừ. À quên, anh, tí nữa anh đừng ăn bánh mì sandwich nữa nha. Ủa sao vậy? Thì em nói vậy thì nghe đi, nhớ không? Anh nhớ rồi, vậy nha. Ừ, bye bye anh, chúc gặp. My, My, hãy giúp chị tí My. Mày nhìn tôi gì? My ơi, ra chị nhờ tí xíu em. Dạ. Càng bực mình luôn á. Ăn cái này cũng được mà. Sao ngon bằng cái em làm? Em đã cố tình em dậy thiệt là sớm, sắp xếp mới nấu cho anh á. Không sao đâu, thì tạm thời mình ăn cái này cũng được, có sao đâu. Ăn gì ngoài sao mà đủ chất chứ. Cái ông già đó thiệt tình luôn á. Lần trước đó cố tình sàm sỡ em đã bỏ qua một lần rồi. Lần này còn dám ăn đồ ăn của em làm cho anh nữa. Em thông cảm cho họ đi. Những bệnh nhân đó đều bị người nhà bỏ rơi. Nít khi nào thấy người nhà tới thăm họ lắm. Có lẽ là thiếu tình thương, rồi nhớ người thân nữa, cho nên mới làm như vậy. Nhớ người thân kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ nhớ em là vợ của ổng không à, rồi dở ba cái trò đó. Chắc trong ký nhớ của ổng á, là chỉ có nhớ hình dáng người vợ lúc trẻ mà thôi. Với lại á, những người đó, não của họ bị lão hóa hết rồi. Rồi trong bây giờ, họ chỉ hình dung được ký ức của họ chỉ là người vợ quá cố mà thôi. Nó mới tưởng tượng ra, tưởng là vợ em là vợ của ổng. Cô, dạ. Cô có thấy bà nhà của tôi đâu không? Dạ, bà nhà của ông sắp tới rồi. Dạ. Ông vô phòng nghỉ ngơi đi rồi lát nữa bà nhà của ông tới á. Con nói bà nhà vô phòng ông nha. Cảm ơn cô. Dạ. Ủa? Bà mới tới rồi hả? Ông đi đâu giờ mới về? Biểu nấu canh chua xong chờ ông nè. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia chờ bà, thấy bà ở đâu? Tôi mới tới. Xin lỗi ông nha, tôi tới trễ. Mình tới là tôi vui rồi. Canh ngon không? Mà chắc không ngon bằng người xưa tôi nấu đúng không? Ngon. Nó đúng là cái mùi vị của ngày xưa rồi. Bây giờ mà tôi có chết tôi cũng mãn nguyện nữa bà ơi.
bậy không à. Ông phải sống với tôi đến 100 tuổi, biết không? Về rồi đó hả? Gì vậy? Sao bà sợ gì đó? Ủa sao cho nên anh chưa về nữa? Thì bây giờ anh về nè. Về hả? Vậy về đi. Nè. Gì? Sẽ quá trang chi vậy? Tại có công chuyện. Công nhận nha, em quá trang vậy nè. Mặc y chang như bà ngoại của anh luôn. Em là ngoại quá hả? Ngoại ơi, ngoại vẽ đăng đen nữa. Ngoại ăn trầu. Ngoại rất xứng với ông ngoại của con luôn á ngoại. Dạ. Về. À, xin lỗi, được rồi, xin lỗi được chưa? Anh giỡn mà. Hôm nay mệt lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ mời em đi ăn một bữa hoành tráng luôn, hơn bữa trưa nay luôn, chịu không? Đứng cái đời nha. Ngoại để con chút. Em không tẩy trang hả? Không, em phải đợi về đưa cho Mai coi nữa, em mới tẩy. Cái gì vậy? Làm gì cười hoài vậy? Anh đang tưởng tượng á, 50 năm sau nha. Lúc đó em già, chắc là cũng giống vậy ha. Nhiều khi với ít nhăn còn nhiều hơn vậy nữa chứ. 50 năm sau hả? Em sao hả? Nhiều khi 50 năm sau còn đẹp hơn giờ nữa. Nhưng mà kệ em đi, đừng có nói về em. Anh lo cho anh đi. 50 năm sau hả, gương mặt anh hả? Em nghĩ là sẽ nhăn. Xong rồi hả, tất cả những cái mặt của anh này nó sệ xuống nè ha. Rồi càm anh sệ xuống, da trùng của anh, rồi mắt anh nó nhăn lại như vậy. Nói gì vậy? Đó vậy hả, anh không có còn cái răng hà nữa đâu. Mà anh cháu, lúc nào con miệng cũng mốt hơn rồi nè. Thôi anh thấy nói là My ơi, sao mà bà đẹp quá vậy, bà đẹp đảo quá vậy hả My? Là anh nói 50 năm sau là anh. Mà anh tưởng tượng ra nha, cỡ 50 năm nữa đi ha, rồi hai đứa mình cũng bị già bị lẫn như ông cụ lúc nãy á, thì không biết lúc đó hình bóng của mình á, ai là người sẽ ngự trị ha? Mỹ, em nghĩ đi, lúc đó ai là người ngự trị trong tâm trí của em? Ai ta? Trong con thời gian.